đây là một chuyến đi du lịch coaching tuyệt vời. Đây là chuyến khám phá đầu tiên của những học viên trong chương trình NLP Practitioner của tôi. Những học viên này mong muốn rằng mình phải thực sự là sở hữu những cái công cụ coaching quyền năng của NLP, để sau đó họ về, họ có thể mang những công cụ đó, có thể giúp được rất nhiều người. Và chúng tôi đã chọn một cái địa chỉ gọi là bãi biển ở Quy Nhơn của Bình Định. Đây là Kỳ Co, tuyệt vời. Trên cái hành trình là ngồi trên máy bay hay là trên đi xe ô tô, tôi giúp các bạn chia sẻ bất kỳ những câu hỏi nào mà các bạn hỏi về, băn khoăn về công việc kinh doanh, về mối quan hệ, về cuộc đời của các bạn, về mối quan hệ giữa vợ chồng, mối quan hệ giữa bố và mẹ, thì đều được giải đáp một cách thỏa đáng bằng tất cả những góc nhìn của NLP, của khoa học Oneness, học thuyết các phần. Và ngay vào buổi tối nay thì chúng tôi sẽ trở về khách sạn và thực hiện những phiên coaching, ví dụ như những phiên coaching là 3 vị trí nhận thức để hóa giải hoàn toàn những mâu thuẫn nghiêm trọng trong cuộc sống gia đình. Và các bạn bảo cái chuyến đi này nó giúp cho các em ôn luyện lại tất cả những kiến thức mà ngồi trong lớp chưa thẩm thấu hết. Thì trên hành trình này thì tất cả những câu chuyện về đời thường được soi chiếu dưới góc nhìn của NLP, khi các bạn là vỡ hòa ra và các bạn sẽ nhận được những cái cảm xúc, những cái chia sẻ này của các bạn khi trở về khách sạn hoặc bất kỳ một lúc nào đó. Khi thuận lợi thì tôi sẽ quay để các bạn có thể cảm nhận được cái chuyến đi du lịch coaching này nó như thế nào. Và tôi hy vọng rằng là đây là chuyến đi du lịch mà tôi sẽ tổ chức thường niên, để có thể giúp chúng ta vừa du lịch, chúng ta vừa được coaching hóa giải những vấn đề của mình. Và cái chuyến đi du lịch này thì nó tạo ra một đột phá khủng khiếp, tức là chúng ta vừa được hóa giải những vấn đề trong mình, nhưng chúng ta vừa được trải nghiệm những điều tuyệt vời trong cuộc sống, bên những người bạn, bên những phong cảnh. Và điều đó thì tạo ra cái bước đột phá thần kỳ, nó gọi là bước nhảy lượng tử trong cái tinh thần và thể chất của chúng ta. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu thấu được cái chương trình này để chúng ta tham gia vào. Tự nhiên em thấy cái điều gì trong mình? Trời ơi, em cảm thấy em biết ơn anh vô cùng luôn á. Em cảm thấy giống như là mọi thứ nó giải phóng ra, em cảm thấy rất là thoải mái. Nói chung là em biết mình nên làm cái gì tiếp theo. Bây giờ em biết được mục tiêu, biết mình phải bắt đầu từ đâu, biết sắp tới sẽ làm gì tốt cho em và tốt cho gia đình em. Và nếu mà được em cũng muốn giúp cho nhiều người. Chị tâm đắc điều gì nhất trong chuyến đi này? Chuyến đi Quy Nhơn này tâm đắc nhất của chị là được một người thầy chân thành, hết lòng chia sẻ mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi. Thầy hết lòng chia sẻ kiến thức của thầy là cho mình, học rất là nhiều, thật là giá trị. Em sẽ nghĩ thế nào khi những cái kiến thức này ứng dụng vào công việc và cuộc sống của em tới đây? Nó giúp gì không? Có chứ. Em nghĩ cuộc sống của em sẽ tuyệt vời. Em sẽ ứng dụng như thế nào những kỹ thuật của NLP này khi em quay trở lại California? Em sẽ dùng mọi lúc mọi nơi với gia đình, bạn bè và mỗi nơi em đi. Yeah, ok. Em thấy cái cách giảng dạy của nhà huấn luyện Nguyễn Xuân Hương như thế nào? Đi vào lòng của em, từng câu, từng chữ. Điều gì nữa? Giá trị, vô cùng giá trị. Một cái giá trị cho mỗi người. Cái quá trình học tập của em như thế nào, kể cả bên California? Em đã cho biết rằng là em cũng đã học rất nhiều khóa học bên về tâm lý, về NLP trên bên California. Nó có sự khác biệt gì giữa hai cái? Cái lớp em học ở bên Cali là cái lớp Landmark. Thì em ngồi, em lấy tất cả là ba lớp khác nhau, và mỗi lớp là 3 ngày, từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Mỗi lần học xong về người rã rời, nhưng cái thu nhận giá trị rất là ngắn hạn, rất là ít ỏi. Còn cái lớp của thầy Hương mới có 3 ngày thôi mà đã tràn đầy kiến thức và giá trị. Cho nên em sẽ xong cái lớp practitioner, em sẽ học tiếp cái lớp master.